Con ung cháu cha. Ngày xưa, ngày xưa có một vương quốc giàu có, là nơi trị vì của vua Tantalus, con trai của thần Zeus và một thường dân ở núi Pluto. Chà, ngon quá, cuộc đời này mấy ai được như ta, không ai trên thế gian này có được cuộc sống giàu sang và hạnh phúc như ta. Ta phải tận hưởng hết mức. Chỉ có điều vị vua này lại hết sức ngạo mạn, coi thường tất cả mọi người, thậm chí ngay cả cha mình là thần Zeus tối cao. Ngài đúng là nhất đấy, đường đường là quý tử của chúa tể các vị thần, vừa được ban quyền thoải mái qua lại trên đỉnh núi Olympus, không những chẳng chịu sự cai quản của ai mà được trị vì cả một vương quốc rộng lớn dưới trần. Thế gian này mấy ai được như ngài, chúng tôi ai ai cũng đều ngưỡng mộ ngài. Các vị đúng là biết điều, mấy lời của các vị ta nghe cũng hả dạ đấy. Nào, mời các ngài một ly, không say không về, tất cả cùng nâng ly nào. Vì là con cưng của thần Zeus nên Tantalus được các thần linh trên đỉnh Olympus vô cùng cả nể. Ông càng được thể kiêu căng hơn, đi đến đâu cũng cho rằng mình ngang hàng với thần Zeus. Ta sẽ mang bình rượu tiên này về tha hồ mà dự tiệc. Thứ rượu hảo hạng này phải dành cho ta là hợp lý nhất. Nào, mời mọi người vui tiệc đi nào. Lần này ta có thứ đặc biệt đãi mọi người đấy nha. Đó là bình rượu tiên ta đã cất công mang về đây. Ta cho phép các ngươi thoải mái đi. Ôi trời ơi, quý hóa quá. Thiệt là chỉ có ngài mới có thứ rượu quý đặc biệt ấy. À, ta bệ hạ, chúng thần đúng là hưởng hồng phúc lớn của người rồi ạ. À, thưa bệ hạ, rượu tiên đúng là ngon hảo hạng. Nếu các ngươi muốn thì không chỉ có một bình đó thôi, mà rượu tiên thì đã là gì chứ, còn nhiều chuyện thú vị hơn nhiều. Lại đây ta kể cho các ngươi nghe. Cuối năm nay toàn bộ đế chế phía tây vương quốc ta sẽ sụp đổ. À, trời ơi, ở chuyện ấy người cũng biết được sao ạ? À? Có chuyện gì mà ta không biết được chứ, còn nhiều điều thú vị hơn nữa mà các ngươi chưa từng nghe tới đấy. Hả? Còn điều gì mà ngài muốn kể cho chúng tôi nghe nữa vậy? Tất nhiên rồi, ta nói cho bà nghe, trên đời này có nhiều thứ có sức mạnh ghê gớm lắm, nhưng mạnh sao bằng số mệnh. Số mệnh nằm trong tay các thần linh. Thằng bé này không chỉ trộm rượu tiên về, mà còn nghe lỏm rồi tiết lộ khắp nơi cả những điều bí mật liên quan đến số mệnh của cả trần thế. Đã vậy, nó chẳng lo cai quản vương quốc trị vì, thường xuyên tiệc rượu. Nếu tính hết nó cứ như thế này, e là chính ta cũng không bảo vệ nổi nó nữa rồi. Tantalus ạ, ta biết việc mẹ con sớm qua đời, còn thân là con trai ta, nhưng lại phải mang kiếp phàm, không được làm tiên bất tử, chịu nhiều thiệt thòi, nhưng những việc con làm gần đây thật không chấp nhận được. Con không cần cha thương hại con, số phận của con còn tuyệt vời hơn số phận của các vị thần. Vả lại con chẳng làm gì sai trái hết. Con còn dám nói với ta như vậy sao? Đúng vậy, không lẽ cha thiết chút rượu và chút thông tin cỏn con đến thế sao? Thôi, con xin phép về, con cũng có cả vương quốc phải trị vì, cha chẳng có quyền gì mà trách mắng con cả, con cũng đâu thua kém gì cha chứ. Ta thật thất vọng về con trai ạ. À, nghĩ thương con nên ta mới nói lời nhẹ nhàng với con, nhưng ai ngờ con lại ngỗ ngược sức láo đến vậy. Ta đang rất lo ngại cho sự ngang tàn ấy của con đấy, Tantalus ạ. Chuyện là trên hòn đảo Crete, nơi thần Zeus sinh ra, có một chú chó đúc bằng vàng từng làm nhiệm vụ trong giữ đảo khi thần còn bé. Về sau, khi trở thành chúa tể muôn loài, ngài vẫn để chú chó canh giữ đền thờ mình tại đảo này. Vị vua thành Efes kế bên vương quốc của vua Tantalus vì quá mê con chó nên đã bí mật liều lĩnh đến đảo Crete trộm nó đem về. Mình đã mơ có chú chó vàng này từ rất lâu rồi, cuối cùng thì cũng trộm được nó. Nhưng nếu bây giờ mình đem về thành, e là sợ lộ. Có lẽ trước tiên hãy đem giấu con chó tại một nơi khác đã. Ừ, xem nào. Phải rồi, hỏi vua Tantalus đáng kính, ngài là người mà ta vô cùng ngưỡng mộ bấy lâu. Quyền năng không phải ở ai khác mà ở chính con người của ngài. Vì vậy ta có một điều cần nhờ kể ơn ngài.
chỉ có ngài là giúp được ta thôi. Hãy cho ta giấu nó ở đây ít lâu. Ta thực sự rất mê chú chó vàng này. Tưởng gì, chút việc cỏn con như thế, chẳng lẽ ta lại không giúp được ngài hay sao? Mà ngài việc gì phải sợ đến thế? Thần giới thì đã sao? Ta đây sẽ cất giúp ngài. Vì biết ngài nhất định có thể giúp, nên tôi mới mạo muội đến làm phiền thế này. Đúng là thế gian này không có gì mà ngài Tantalus không dám làm. Thật quá là tôi đặt lòng ngưỡng mộ tới ngài không có sai tí nào mà. Tất nhiên rồi, không cần ngài nói ta cũng thừa biết sức mạnh của ta thế nào. Một khi ta đã thích thì chẳng có gì ngăn cản nổi, kể cả thần nhất, cha ta. Nhưng chú chó cai quản tượng thần giớt là chú chó mang linh hồn của một vị thần, và chuyện Tantalus giấu nó nhanh chóng kinh động đến thần giớt. Tantalus, đứa con trai này thật ngông cuồng, đúng là đứa con dại khờ. Nó nghĩ mình là ai chứ? Thôi được, thân làm cha, ta nhúng nó một nước. Ít ra chuyện này chưa ai biết. Chỉ cần lấy được con chó trở lại đảo. Người đâu? Thưa vua Tantalus, các thần linh trên núi Olympus là những người thấu suốt mọi việc. Tất nhiên các linh vật đại diện cho họ cũng được coi như một vị thần vậy. Ngài hiểu ý tôi rồi chứ? Ý người bảo ta là kẻ trộm đồ hả? Nó là tùy ngài hiểu. Ngài hãy giao lại chú chó vàng cho tôi, chứ để thần giấc nổi giận thì tôi e là... Đừng có hoài công đem thần giấc ra dọa dẫm ta. Ta chẳng nhìn thấy con chó vàng nào hết. Nếu ta phải giao lại con chó vàng thì người cha không nương tay bắt mẻ ta cũng phải nếm chút mùi gì đó chứ. Giờ ta phải nghĩ thêm cách mới được. Nhất định ta không chịu thua trước người cha cậy quyền uy này đâu. Các người đừng hòng dọa nạt ta. Vậy để ta đây thề độc, nếu ta mà giấu linh vật gì đó như ngài nói thì cha ta là thần giớt, thần của sấm sét đi nữa thì cũng bị chính sét đánh. Lời thề độc này của Tantalus coi như một sự xúc phạm nặng nề đến thần giớt. Tantalus, con ta không ra gì. Như thế này sao? Người làm cha như ta thật đau lòng mà. Lẽ nào đứa con trai này của ta đã không thể dạy dỗ được nữa ư? Ta đang bất lực trước đứa con trai ngỗ ngược này thật sao? Trời ơi là trời! Xin người bớt giận. Thực ra sau khi thề độc như vậy, Tantalus có vẻ rất hối hận. Ngài ấy đã tự mình giao ra chó vàng và còn nói trong tiệc tụ họp các vị thần sắp tới đây tại đỉnh Olympus sẽ tạ tội cùng người. Nó có nói như vậy sao? Để ta thử các vị thần trên đỉnh Olympus, các người có thật là thấu suốt mọi việc hay không? Ngài Tantalus hôm nay thật là chu đáo quá. Sáng sớm ngày ấy đã có mặt tại đỉnh Olympus này rồi, lại còn tự tay mang theo một mâm cao cổ đầy thế này nữa. 12 vị thần trên đỉnh Olympus được ăn món ăn đích thân ngài chuẩn bị từ hạ giới thì còn gì xúc động hơn. Nào, tất cả chúng ta cùng ngồi vào bàn tiệc thôi. Xin mời các ngài, mời ngài thần tình yêu, thần ánh sáng, thần chiến tranh, mời mời các ngài. Thật không ra gì, những món ăn này đều làm từ loại thịt đã phân hủy, thối rữa. Ở nhà ngươi dám sỉ nhục tất cả các vị thần tối cao tại Olympus à? Té ra các ngươi thực sự là có con mắt thông suốt đó sao? Các ngươi sẽ làm gì ta khi cha ta là chúa tể các thần, còn phải nể sợ ta kia chứ? Định bụng thết đãi các ngươi một bữa mà xem ra không xong rồi. Tantalus chưa nói dứt lời thì bất ngờ thần giớt xuất hiện. Người phóng những tia sét dữ dội về phía Tantalus và giận dữ nói: Lão xược, người không coi ai ra gì, dám sỉ nhục đến cả các vị thần trên thế gian này. Vì thương ngươi mà ta đã hết lần này đến lần khác tha thứ cho ngươi, nhưng lần này thì tuyệt nhiên ta và không có ai có thể tha thứ cho nhà ngươi thêm nữa. Hành vi phỉ báng các vị thần của Tantalus đã làm cho thần giớt không nén nổi lòng kiên nhẫn nữa. Nó vượt quá sự che chấp của tình thân. Chính vị thần tối cao lần này cũng không thể dung thứ cho Tantalus ngạo mạn nữa. Trời ơi, ta thật không ngờ đời ta lại có lúc cơ cực đến thế này. Cũng chỉ vì sự ngạo mạn của mình mà ta đã bị phóng xác rơi xuống chốn địa ngục khốn cùng này. Thật là một cực hình, còn khủng khiếp hơn cả cái chết nữa. Trời ơi, giờ ta phải chịu đói khát suốt đời thế này ư?
nước trong, trái chín, tất cả bày ra trước mắt, ngay cạnh ta thế này, mà ta chẳng bao giờ uống được, chẳng bao giờ hái được để ăn. Thật là một sự trừng phạt đáng sợ mà. Tantalus không chỉ bị cơn đói khát hành hạ, mà ông còn bị một nỗi kinh hoàng làm thót tim mỗi lúc. Đó là tảng đá khổng lồ nằm chênh vênh trên đầu ông, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đè bẹp ông. Đó chính là bài học khủng khiếp nhất cho những kẻ ngạo mạn, ngang tàn như Tantalus. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!